Majun thông qua kỹ năng chạm vào bột, nhanh chóng chỉ ra bột đã chín. Công nhân lần lượt khen ngợi đứa con thiên tài di truyền từ bố. Có thể phân biệt trong tích tắc, Taku cũng không thua kém. Cậu bước tới bắt đầu ngửi bánh mì. Hành động của Taku lập tức khiến những công nhân bên cạnh cảm thấy nghi ngờ. Sau khi ngửi hai lượt, hình như trong đây không có. Ngay khi những lời này nói ra, công nhân cả xưởng đều sững sờ. Chủ tịch điềm tĩnh bật cười. Anh một lần nữa chứng thực tài năng của Taku. Taku chính là thiên tài bánh mì trăm năm hiếm gặp. Sau đó, chủ tịch đưa Taku về gặp mẹ cậu bé. Thấy con trai được chủ tịch yêu thương, mẹ rất hạnh phúc. Người phụ nữ biết chồng đi gặp bảo mẫu, cơn giận trong lòng bỗng bùng nổ, không còn có thể kìm nén được sự bất bình trong lòng. Sau khi nổi cơn tam bành với chồng, cô bí mật đi tìm quản gia, ôm nhào vòng lòng quản gia trong sự uất ức. Mục đích của em chỉ có một, đó là để Majun của chúng ta kế thừa gia tộc Gu. Cuộc đối thoại của họ tình cờ bị lão phu nhân ở bên ngoài nghe được. Bà nằm mơ cũng không thể ngờ Majun không không là cốt nhục của con trai. Khi họ chuẩn bị rời đi, lão phu nhân xuất hiện. Bà chết lặng, đứa cháu nuôi nhiều năm lại là con của quản gia. Bà tức giận cản hai người chuẩn bị rời đi lại và nói rằng sẽ không để mưu kế của họ thành công, càng không thể để Majun kế thừa gia sản. Người phụ nữ biết chuyện xấu mình làm đã bị lộ, lập tức quỳ xuống cầu xin mẹ chồng tha thứ. Cô không cam tâm mọi hy sinh thầm lặng của mình cho gia đình bao năm qua đến cuối cùng lại đổi lại hai bàn tay trắng. Cô không cam tâm, càng không muốn kết thúc như vậy. Cầu xin mẹ chồng giữ bí mật này cho cô. Trong lúc giằng co, mẹ chồng đứng không vững, đầu đập mạnh xuống đất, trực tiếp ngất đi. Người phụ nữ hoảng sợ nhanh chóng đi tới kiểm tra, cố gắng gọi mẹ chồng tỉnh dậy, nhưng bị quản gia kéo lên và nói với cô ấy không cần quan tâm đến sự sống chết của bà, chỉ có người ngậm miệng mãi mãi mới có thể giữ được bí mật của họ. Sau đó Ahata đỡ người phụ nữ ướt sũng quay về, lau sạch nước mưa trên sàn, cố gắng qua mắt mọi người. Và điều họ không biết là mọi chuyện đều bị con trai trốn ở bên cạnh nhìn thấy rõ mồn một. Khi mẹ rời đi, Majun nhặt chiếc vòng tay mẹ đánh rơi lên, cố gắng kéo bà nội dậy bằng cơ thể nhỏ bé của mình, nhưng cậu cố hết sức vẫn không thể đỡ bà dậy được. Sau đó cậu chạy quay về, bật đèn trong phòng của bà, làm như bà không có nhà, để bố nhanh chóng phát hiện sự mất tích của bà nội. Sau đó gõ cửa phòng bố, nhanh chóng trốn vào góc cầu thang. Lúc này chủ tịch đến phòng mẹ, phát hiện trong phòng trống không, không nhìn thấy bóng dáng mẹ. Vì vậy anh vội vã chạy ra sân sau tìm, bất ngờ nhìn thấy mẹ nằm dưới mưa. Sau đó đưa bà đến bệnh viện cấp cứu, do nội thương nghiêm trọng cộng với tuổi đã cao, dầm mưa lớn trong thời gian dài, bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị tâm lý. Chủ tịch không ngừng gọi mẹ trong cơn hôn mê. Khoảnh khắc bà tỉnh dậy, cố gắng với hơi thở cuối cùng gọi một tiếng cháu trai, sau đó ra đi. Majun nhìn di ảnh của bà nội, bật khóc trong đau đớn, bởi vì cuối cùng cậu cũng hiểu mình không phải là con ruột của chủ tịch. Ở một diễn biến khác, để con trai mình thuận lợi kế thừa gia sản, người phụ độc ác nghĩ mọi các loại bỏ Taku. Sau đó quản gia mua chuộc sát thủ giết mẹ của Taku. Người đàn ông nhìn thấy sấp tiền dày cộm, đâm lao thì phải theo lao, và người phụ nữ không biết nguy hiểm đang đến gần. Lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, thế là cô lập tức ra ngoài kiểm tra. Khoảnh khắc cô bật đèn lên, một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện. Anh ta lặng lẽ đến gần người phụ nữ, đánh ngất cô ấy, sau đó trói người phụ nữ vác đi. Cảnh này tình cờ bị một cô bé lén theo dõi nhìn thấy. Sau đó cô bé vội vàng chạy về nhà, lấy toàn bộ tiền tiêu vặt của mình gửi điện báo cầu cứu cho Taku. Sau khi Taku nhận được tin mẹ gặp nguy hiểm, cậu lập tức đến địa điểm cô bé để lại. Mặc dù Majun không ưa Taku xuất hiện ở nhà họ Gu, nhưng nghe mẹ Tak gặp nguy hiểm cũng dũng cảm đứng ra. Sau đó họ đến tìm cô gái báo tin. Từ cô gái biết được mẹ bị bắt cóc, ba người điên cuồng chạy về hướng của mẹ Taku. Và lúc này người đàn ông đang chuẩn bị ra tay, một sát thủ khác xông vào, sau đó từ từ rút vũ khí trong túi ra, trực tiếp lao lên đánh người đàn ông ngã nhào xuống đất. Và lúc này Taku đến chậm một bước, nhìn thấy người đàn ông nằm dưới đất, Taku điên cuồng gọi mẹ, không ngờ nghe thấy tiếng mẹ đáp lại, cùng với tiếng mẹ là một chiếc xe đi tới. Taku nhìn thấy mẹ bị trói ở trên xe, khi cậu chuẩn bị đi tới mở cửa cứu mẹ, xe đột nhiên khởi động. Taku chỉ biết bất lực nhìn mẹ bị đưa đi. Cậu bé nhỏ tuổi không thể làm được gì, đau đớn hét lớn gọi mẹ. Nhìn chiếc xe rời đi xa, Taku thầm thề sẽ khiến kẻ đưa mẹ đi nếm mùi đau khổ. Ở một diễn biến khác, mẹ đã âm thầm thoát khỏi dây thừng trói trên tay, xe lái trên con đường hẹp, bất ngờ đụng phải chiếc xe đang đi tới. Người phụ nữ lập tức đẩy cửa xe thoát ra ngoài. Lúc này sát thủ cũng phát hiện người phụ nữ đã bỏ chạy, không hề nhân nhượng lập tức đuổi theo, chạy trốn trong khu rừng tăm tối. Trong lòng người phụ nữ biết rõ bây giờ vẫn chưa thể chết, cô cực khổ nuôi Taku, còn chưa nhìn được khoảnh khắc huy hoàng của con trai, sát thủ cũng đuổi sát theo phía sau. Người phụ nữ liều mạng bất chấp chạy về phía trước, đột nhiên vách đá dốc đứng phía trước khiến người phụ nữ không kịp tránh, trượt chân rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Lúc này sát thủ cũng đuổi đến, nhìn biển lớn mênh mông dưới vực sâu, sát thủ biết người phụ nữ lành ít dữ nhiều. 12 năm sau, để tìm người mẹ bị bắt cóc, Taku điên cuồng tìm những sát thủ có hình xăm cối xay gió trên cổ tay. Khi cậu từ một nhóm lưu manh biết được tung tích của sát thủ, một mình lao thẳng vào hang cọp. Tên có hình xăm cối xay gió đang ở đâu? Cậu là Kim Taku hả? Khi Taku nhìn thấy hình xăm trên tay người đàn ông, cậu trực tiếp xông đến, đại bàng vỗ cánh bay thẳng lên đầu, kẹp chặt cổ người đàn ông, sau đó là liên hoàn chớp đấm vào đầu anh ta. Mẹ tao đâu? Tôi không biết thật mà. Ở đây có hình xăm đó chính là mày. Làm sao có thể không biết được? Có một đại ca cũng có hình xăm này. Tôi đã bắt chước theo của anh ấy không có cái vạch này, nhưng của tôi thì có. Hóa ra là hàng nhái bắt chước. Khi Taku biết anh ta không phải là người mình tìm, chuẩn bị rời đi. Tên lưu manh đánh lén nhân lúc cậu không phòng bị, Taku không chút sức mẻ, tức giận lao thẳng lên đấm vào đầu anh ta. Taku bị thương nặng, biết người đàn ông có hình xăm cối xay gió trốn ở tiệm bánh mì, cậu nhếch nhác lê cơ thể bị thương, cuối cùng gục ngã trước cửa tiệm bánh mì. Taku bẩm sinh đã có khứu giác nhạy bén, chợt tỉnh giấc bởi mùi bánh mì. Cậu theo hương thơm đến bên cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy kẻ bắt cóc với hình xăm cối xay gió trên cổ tay. Cậu điên cuồng lao xuống, xông thẳng vào tiệm bánh mì, kéo cánh tay của nhân viên cửa hàng kiểm tra. Là anh sao? Anh chính là kẻ bắt cóc mẹ tôi. Lúc này tiệm trưởng vật cậu ngã xuống đất, đuổi thẳng cổ ra ngoài. Taku nóng lòng tìm mẹ xông tới lần nữa, nhưng bị quản lý cửa hàng túm cổ áo và cảnh cáo cậu, trong cửa hàng không có người cậu muốn tìm, bảo cậu nhanh chóng biến khỏi tầm mắt mình. Thấy mình yếu thế không chống lại được, Taku quỳ xuống xin quản lý cho cậu vào. Chỉ có tìm được người đàn ông có hình xăm trên cổ tay mới có thể tìm được người mẹ bị bắt cóc 12 năm. Nhưng cậu không biết là trong quá trình chạy trốn, mẹ cậu đã rơi xuống đáy vực thẳm. Lúc này người đàn ông cũng vô cùng tự trách, năm đó nhận lệnh của chủ tịch đến cứu mẹ của Taku đi là để bảo vệ cô ấy tốt hơn, không ngờ lại xảy ra sự cố. Lúc này Taku đã quỳ trước cửa hàng bánh mì 3 ngày 3 đêm. Lúc này người thay đổi cuộc đời cậu xuất hiện. Bác nói với cậu cách để vào cửa hàng bánh mì rất đơn giản, đó là trực tiếp đi vào học làm bánh mì. Điều khiến Taku không bao giờ có thể ngờ là người bác này lại chính là chủ cửa hàng bánh mì. Taku cứ thế quang minh chính đại bước vào cửa hàng một lần nữa. Bác còn nói và sẽ cho Taku tham gia cuộc thi dành cho người nhập môn làm bánh mì và em trai Majun trên danh nghĩa của Taku hơn 10 năm nay. Lúc này cũng đến tiệm bánh, muốn vượt qua kỳ thi và bái thầy học nghề. 10 năm sau, hai anh em gặp lại nhau theo cách này, nhưng cả hai đều không biết nhau. Đề thi rất đơn giản, chỉ cần ăn bánh mì phía trước, sau đó tìm ra bột của bánh mì đó là có thể thành công vượt qua. Majun bỏ bánh mì vào miệng nếm thử, ngay sau đó liền có câu trả lời. Taku cũng không thua kém, cậu cầm bánh mì lên bắt đầu ngửi. Hành động của Taku lập tức khiến mọi người nghi hoặc. Dưới sự thúc giục của cô gái, Taku đưa ra đáp án. Majun chọn số 4 và câu trả lời của Taku là cả năm. Tại sao đáp án là năm cái đều đúng? Tất cả bột ở đây đều tỏa ra mùi như trong bánh mì. Mặc dù vị chua và vị ngọt của mỗi loại bột có vài khác biệt, nhưng hương vị cơ bản không khác gì bánh mì này. Ngay khi những lời này nói ra, mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Bác thản nhiên nở nụ cười và nói Taku là thiên tài làm bánh mì, trăm năm hiếm gặp, sở hữu khứu giác đặc biệt mà người thường không có. Khi Taku báo cáo tên mình, Majun ngơ ngác. Cậu mãi mãi không thể thoát khỏi thiên địch Taku này, vẻ mặt tỏ ra giận dữ và ghen tị. Hai anh em gặp lại nhau sau 10 năm nhưng lại không biết nhau. Khi Taku báo cáo tên mình, Majun sững sờ trong giây lát, nhớ lại 10 năm trước, trong một cuộc thi ở nhà máy của bố, kỹ năng của Majun không bằng người ta, trở thành bại tướng dưới tay Taku. 10 năm sau, lại thua Taku một lần nữa. Majun không cam tâm, người ngăn cản anh ta thừa kế gia sản, bắt buộc phải diệt trừ. Vì vậy, trong khi mọi người đang ngủ, Majun lẻn vào phòng nướng bánh, hủy bỏ nguyên liệu làm bánh và toàn bộ thành phần lên men tốt, đẩy đổ tất cả dụng cụ dùng để làm bánh. Sau đó vu oan giá họa cho Taku, trong lúc gây rối vừa sợ hãi vừa lo lắng, bất cẩn trượt trúng ngón tay. Sau đó dùng khăn tay băng bó qua loa, một lúc sau vứt khăn tay hiên ngang rời đi. Ngày hôm sau, sau khi mọi người phát hiện toàn bộ thành phần lên men tốt bị hủy, quản lý cửa hàng bùng nổ ngay lập tức. TT ức giận hỏi tối hôm qua ai ở lại cuối cùng. Lúc này, Majun đè nổi căng thẳng trong lòng xuống, nói rằng nửa đêm hôm qua nhìn thấy Taku từng ra ngoài. Quản lý cửa hàng bước đến trước Taku, hỏi tối qua cậu đã đi đâu. Quả thực là tôi có ra ngoài, nhưng tôi không hề vào phòng nướng bánh. Thế cậu đi đâu?